Want to learn English from zero? Click on the link right here to learn with Elite. Hope you enjoy the video. Xin chào các bạn. Đã bao giờ các bạn gặp một từ mới mà các bạn không biết nguồn nào để tra từ một cách tin cậy cũng như là chính xác, hay là cách sử dụng của từ đó như thế nào, vân vân và mây mây. Vậy thì trong video lần này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các cách để tra từ mới một cách chính xác nhé. Đầu tiên là những công cụ tra từ. Theo các bạn thì chúng ta có những cách nào để tra nghĩa của từ mới nhỉ? Chúng ta có từ điển dạng sách này, từ điển dạng máy này, hay người ta còn gọi là kim từ điển. Nhưng mà hình như dạng từ điển này bây giờ chẳng mấy ai dùng nữa. Và trong thời đại Internet rất phát triển thì ngày nay chúng ta còn có thể tra từ điển trên các website từ điển nữa. Phải khẳng định luôn là từ điển sách thì vượt trội hơn so với những từ điển online về độ chính xác và tin cậy. Nhưng mà từ điển online thì lại vượt trội hơn về sự tiện lợi. Nhưng mà mình vẫn khuyến khích các bạn nên sử dụng từ điển sách hơn nhé. Có hai loại từ điển sách phổ biến, một là từ điển Anh Việt, hai là từ điển Anh. Từ điển Anh Việt sẽ liệt kê từ tiếng Anh và nghĩa tiếng Việt của từ đó. Nếu quyển từ điển càng dày và càng nhiều tiền thì chúng ta sẽ có càng nhiều từ tiếng Anh trong đó. Tuy nhiên, để đảm bảo độ chính xác cũng như là sự chi tiết của từ thì chúng ta nên sử dụng từ điển Anh hơn nhé. Vậy loại từ điển Anh nào thì uy tín nhỉ? Các bạn hãy nghĩ ngay đến từ điển Oxford nhé. Từ điển dày và nặng quá. Đây là từ điển sách dạng Anh. Tức là người ta sẽ giải thích nghĩa của một từ tiếng Anh bằng tiếng Anh luôn. Như kiểu là bạn đang nghe Ben giải thích nghĩa của một từ vậy. Oh, hi everyone. Enjoy the video. Có rất nhiều loại từ điển Oxford. Từ điển cho người có trình độ mới học này, từ điển cho trình độ trung bình này, từ điển cho trình độ nâng cao này, hay là các quyển từ điển dành riêng cho cụm động từ nữa, vân vân và mây mây. Lưu ý là các bạn hãy chọn từ điển đúng với trình độ của mình để tránh trường hợp các bạn bị sốc với độ khó nhé. Ví dụ như quyển từ điển trên tay mình có chữ Advanced Learner, tức là từ điển này dành cho những người có trình độ nâng cao. Vì sao bạn nên dùng từ điển Anh thay vì từ điển Anh Việt? Thứ nhất là các bạn có thể luyện tập khả năng đọc hiểu bằng tiếng Anh, bỏ thói quen tư duy bằng tiếng Việt. Thứ hai, đó là khi các bạn định nghĩa và ví dụ bằng tiếng Anh thì các bạn sẽ ngay lập tức hiểu được cách dùng của từ đó. Và thứ ba, đó là rất nhiều từ tiếng Anh không có nghĩa tiếng Việt tương đương. Vì thế, việc các bạn tìm hiểu định nghĩa bằng tiếng Anh sẽ là chính xác nhất. Tiếp theo, hãy học cách tra nghĩa bằng từ điển sách Oxford nào. Trước đây thì Elite đã làm một video hướng dẫn các bạn cách tra từ điển Anh Việt rồi. Và có rất nhiều bạn có nhu cầu tra từ điển Anh. Và mình chắc là các bạn đang ngồi theo dõi video này đó. Về bản chất thì quyển từ điển sẽ được chia theo bảng chữ cái Alphabet. Tức là nó sẽ sắp xếp các từ theo cái chữ cái đầu tiên của từ đó. Như các bạn thấy ở đây, quyển từ điển này được đánh dấu theo các chữ cái từ A đến Z. Và trong quyển từ điển này thì các bạn sẽ có các thông tin về từ vựng này, về loại từ này, về phiên âm của từ này, về nghĩa của từ này, ví dụ về cách sử dụng của từ, hay là các idiom cũng như là phrasal verb đi kèm nếu như có. Cách tra từ thì về cơ bản là như sau. Nhìn xem từ mà bạn muốn tra bắt đầu bằng chữ cái gì thì dở từ điển đến phần đó. Ví dụ ở đây, về từ study chẳng hạn, bắt đầu bằng chữ S đúng không? Vậy thì mình sẽ tìm đến phần S này. Rồi sau khi tìm đến phần S rồi, mình sẽ để ý xem chữ cái sau chữ S là chữ gì. Study thì chữ thì sẽ là chữ T. Mình sẽ dở tiếp đến phần có các từ có hai chữ cái đầu là S và T. Các bạn hiểu chứ? Các từ cứ được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z mà. Rồi sau khi đã đi tìm được từ study thì mình sẽ nhìn thấy các thông tin của nó như sau. Thứ nhất là nghĩa. Các bạn có thể thấy phiên âm của nó này. Loại từ là danh từ và động từ. Với từng loại từ thì study sẽ có các lớp nghĩa khác nhau. Ví dụ, nếu là danh từ thì study có nghĩa là activity of learning, tức là hoạt động học tập. Nếu là động từ thì study sẽ có lớp nghĩa là examine carefully, tức là xem xét cẩn thận. Ở đây có cả ví dụ về cách dùng với lớp nghĩa này luôn. Đó là friend was studying the menu. Friend đang xem xét thực đơn rất cẩn thận. Ngoài ra các bạn cũng có thể tìm thấy các cụm động từ đi kèm với study, ví dụ như là to make, to carry out hay là to conduct a study, mang nghĩa là nghiên cứu về một vấn đề. Ngoài việc tra nghĩa của từ thì các bạn cũng có thể tìm các phrasal verb gắn với từ đó. Ví dụ như các bạn nhìn thấy cụm look up mà các bạn không biết nghĩa của cụm đó là gì thì rất đơn giản là các bạn chỉ cần tìm từ look trong từ điển. Sau đó các bạn kéo xuống tìm cụm look up là được. Đây là một công dụng khá hữu ích của từ điển sách, đặc biệt là với các bạn đang cần ôn tiếng Anh để vượt qua các kỳ thi như kỳ thi đại học chẳng hạn. Các bạn vừa biết nghĩa của từ lại vừa biết được các cái cấu trúc đi kèm với từ đó. Cách thứ hai mà các bạn có thể dùng để tra từ đó là các trang web từ điển online trên mạng.
Cũng giống như từ điển sách thì có đến 69.669.000 trang web tra từ trên mạng. Và các bạn không thể biết được các trang này có hoàn toàn chính xác hay không, đặc biệt là những trang từ điển Anh Việt. Nhiều từ bạn tra thì chỉ cho ra một lớp nghĩa phổ biến của từ đó, và thậm chí còn không có ví dụ để các bạn xem được cách sử dụng của từ đó ra sao nữa. Vì vậy, chúng ta nên sử dụng từ điển online Oxford tại địa chỉ oxfordlearnersdictionaries.com hoặc là www.oxforddictionaries.com. Khi tra từ bằng hai trang web kể trên, ngoài việc các bạn sẽ được giải nghĩa giống như từ điển sách Anh mà mình nói ở trên, thì chúng ta sẽ có phiên âm này, loại từ, cách phát âm giọng Anh hoặc Anh Mỹ, các câu ví dụ với từ này, các idiom, collocation, nguồn gốc và ý nghĩa của từ đó. Ngoài ra có một công dụng cực kỳ hữu ích mà chỉ có từ điển online mới mang lại được cho bạn, đó là tra từ đồng nghĩa. Các bạn có thể tham khảo trang thesaurus.com nhé. Giao diện của nó trông như này. Và các bạn có thể thấy các từ đồng nghĩa với từ right ở đây. Ngoài ra khi học tiếng Anh thì nhiều khi các bạn còn không hiểu nghĩa của cả một câu cơ. Thì trong trường hợp đó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn sẽ tra nghĩa của từng từ một. Và cách thứ hai là các bạn sẽ ném cả câu đấy vào Google dịch. Cách thứ hai thì khá là dễ. Tuy nhiên thì nó chỉ mang tính chất tạm thời thôi, bởi vì Google dịch nhiều khi không sát nghĩa mà. Vì thế cách tốt nhất là dùng đến Google dịch để hiểu đại ý, sau đó tìm hiểu nghĩa của từng từ một cho chắc ăn. Vậy thì các bạn có thể dùng điện thoại hoặc là máy tính để tra từ không? Đương nhiên rồi, trên điện thoại và máy tính có rất nhiều ứng dụng để tra từ. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác, chúng ta vẫn nên dùng đến các công cụ đáng tin cậy mà video này đã đề cập đến. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn một số câu hỏi để luyện tập. Và những câu hỏi này sẽ đòi hỏi các bạn phải dùng đến từ điển để có thể làm được đó. Từ điển loại nào cũng được, miễn là nó đúng. Và các bạn đừng quên comment xuống phía dưới video này nhé. Bắt đầu nào. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu các cách khác nhau để tra nghĩa của một từ rồi. Những công cụ chính xác và uy tín thì mình đã nhắc hết trong video rồi. Nếu như các bạn chưa nhớ thì hãy tua lại nhé. Và đừng quên tham khảo khóa học online của Elite bằng cách ấn vào đây. Chủ đề 1000 từ vựng cơ bản cũng như là rất nhiều kiến thức khác đang chờ đón các bạn trong khóa học đấy.